Hôm nay mấy anh em mình đi giăng lưới mọi người, để quay cho mọi người xem. Được vô cái hiểm quá, có không? Ui, đâu rồi? Hey, chào các bạn. Ghê ai? Chào các bạn ơi. Ghê, chào các bạn nha. Mình đi giăng lưới. Má. Hey, giăng lưới có mấy mạnh mình mọi người. Sàm sàm đó rồi. Sàm sàm đó các bạn ơi. Ở sâu dưới trời. Ồ, ở đây có bụi ấy nè. Giờ bắt đầu công đoạn thả lưới mọi người. Đoạn phục chầu. Thả lưới này dài chừng ngàn mét. Hai sầu kìa. Thôi sâu dữ rồi. Lúc đầu luôn rồi. Ở đây câu dính cá không ta? Dạ. Hôm qua tôi định mua cần câu, tôi đi câu cá bóng dừa. Hả? Câu vô chắc vô cầu ba đâu, câu cá bóng dừa. Thôi cậu không có phi không mà ăn. Hả? Anh này là anh thứ ba mình. Còn ông này là anh thứ tư. Có người đó, người ta đang đặt lời. Ừ, làm cắm ba ghé cho. Để mình dựng máy mình leo xuống mọi người, chứ đứng trên bờ là quá. Giờ mình xuống nước rồi mọi người. Lụa đâu? Lụa qua đó phải không?
Nội đâu vô vô đó hả? Lỗ bên kia đúng không? Đâu? Lỗ có cạn phải không? Trời ơi sâu dứt hằng ở trời. Ủa má đây có bầy rồng rộng nè. Đây có bầy rồng rộng nè. Lên kia dòng xuống. Cái dỗ cái gì quên ta, dỗ nó xúc đầy vòng luôn trời kìa. Xúc gì nuôi hả? Xúc gì kho, xúc gì bỏ vô bồn nuôi cho đã. Cũng phải nuôi lớn bến á, mà hỏi quá phiền. Cá ở đây nó đẻ dưới thân người ta gì cá
quá trời. Để sao vô đó đập vào lên kia phải không? Thì chi? Tự đi. Hả? Chút hả? Má thêm cái cây cái giò nữa mà chưa tới nữa. Dính cá thì dính chưa? Cá này lấy cái vợt lên cho cái sẵn. Dính không? Ừ, hay ta. Ok ok ok. Trời ơi, quần luôn. Má móc cho cái miệng đó. Dính nhiều không anh? Má này lưới sâu sâu quá. Má tưởng đâu dính được con mở hàng. Như không? Thiệt tình. Ôi lỗi mới dính lạnh đó. Lấy cái nhỏ rồi dính lên cái bự phải à. Sao cái bự rồi dính, lấy vợt dính. Chạy nó đi. Đè xuống, đè nó xuống là được nè. Đè bên đây nè. Nào. Đè nó bên tối gì cái lò xo đó là nó xuống vậy. Đây hả? Đè đi con nữa nè. Đè đi. Má, cẩn thận nha. Kiếm cái chai nó bỏ nó vô nó nổi ra. Nên là kiếm cái chai cái gì đó. Đúng không? Con này bự bự. Má nó mệt xỉn lại nữa. Thao lại. Nó thao để xuống kia rồi. Ây da. Má nó. Má có cái chai mà không có nắp. Hai em giục cái nắp đâu rồi? Đây này. Chơi nó sâu chứ. Sâu lắm. Nãy cái nguyên cái cây cỡ mày mét á. Nè. Tìm cái giò tôi nữa. Mà nó vô đụng đất luôn. Đó này mới đụng ngang cổ nè. Mét mấy 2 mét chứ. Ôi trời má. Vừa đang cái mấy này, cái hai. Vừa đang cái lớp cái hai. Sảy hả? Ở đây có lớp bự nhiều. Có bàn vòng nè, hai bầy luôn nè. Nhét vô đó cho bỏ đó là nổi rồi nè, nhét vô luôn. Đó. Bỏ đại đi nó nổi lên được. Không chịu. Nó đâu có ngay trên giữa được. Ngay giữa mà phải sọt cái chai cái đầu chai nó vô. Lưới. Đầu bự quá. Thôi kệ nó, để nằm vậy đó. Hai bàn vòng luôn. Không có thấy dính cái nắp rồi. Có một câu cũng đáp. Hả? Có một câu cũng đáp. Ừ. Má lạnh. Má cũng cảnh.